Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì tôi xin chia sẻ các bác câu chuyện này. Thực ra đó mới là lời phản biện thôi. Tôi đưa một cái bài vào lúc khoảng tầm 2 giờ chiều, trong đó có trích bài của ông Đỗ Nhuận. Mọi người và một số phần tử nói thật rằng là nghi ngờ cái lò của Tổng Bí Thư và nói rằng là không thể đốt cháy được tham nhũng, bởi vì cái vấn đề này nó thuộc về bệnh rồi, nó phải về nọ về kia rồi. Và họ dẫn ra một cái hướng và lấy một cái ví dụ như là ở Hàn Quốc chẳng hạn, họ dẫn lời một người Hàn Quốc và nói rằng là ở Hàn Quốc thì không ai tham nhũng được cả. Ở Hàn Quốc thì ngay cả đến tổng thống cũng có thể bị bỏ tù về cái tội tham nhũng, báo cáo các bác là như vậy, và không có vùng cấm kiểu như thế. Thực ra đây không phải là vấn đề mới, báo cáo các bác là như vậy. Chúng ta nhìn lại cả quá trình thì rất nhiều người ta chỉ nói rằng là phân tích cái chiêu bài, nghĩa là phân tích về cái tham nhũng, tại sao tham nhũng ở Việt Nam nhiều thế, tại sao lại bắt nhiều thế, và đây là căn bệnh nan y vân vân và mây mây. Từ đó họ dẫn ra rằng là để muốn chống được tham nhũng thì phải có được một cái chế độ, một cái thể chế như là đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, kiểu như là Hàn Quốc, kiểu như là Hoa Kỳ hay là phương Tây. Cái chiêu bài dân chủ này thì xin thưa với các bác rằng là nó có mới không? Thì câu trả lời nó là không mới. Không mới, đúng không ạ? Tôi đã phải ghi một cái bình luận lên trên kênh của mình. Đó, và tôi cũng trả lời cho một số người và người ta cảm thấy rằng là người ta chỉ comment một câu rằng là ông nói xàm quá, ông cảm thấy rằng là tôi ông Đỗ Nhận nói đúng đấy, ông Phạm Nhuận nói đúng đấy. Rồi là ông bí rồi phải không? Thì tôi cứ chỉ trả lời hai cái câu hỏi rằng là bây giờ các ông giúp tôi, trả lời hai câu thôi. Hai câu thôi. Một rằng là cái thể chế Cộng hòa tam quyền phân lập đa nguyên đa đảng, dân chủ có mới không? Nó không hề mới đúng không ạ? Nó phát triển đến hàng bao nhiêu năm nay rồi. Cộng hòa, nền Cộng hòa thì là ở Hy Lạp là người ta đã có từ cả cách đây gần 1.000 năm rồi. Nó không phải mới một tẹo nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà cho tôi hỏi một câu này, câu thứ nhất đó chính là cái việc mà có đến cả trăm nước trên thế giới này, hơn 100 nước, hàng trăm nước ở trên thế giới này, người ta cũng chuyển sang cái chế độ gọi rằng là đa nguyên đa đảng, đúng không ạ? Người ta cũng chuyển sang cái chế độ đa nguyên đa đảng, cái nền chính trị của họ cũng vậy, tam quyền phân lập, người ta cũng chuyển ra thế. Nói chung là copy y nguyên của Hoa Kỳ, đa nguyên đa đảng này, có nhiều đảng phái này, tam quyền phân lập này, hành pháp tư pháp, lập pháp và độc lập này, rồi nghị viện Cộng hòa này, có hạ viện nghị viện này, có bầu cử trực tiếp này, tất cả thứ vân vân, đúng không? Có không ạ? Có chứ, hàng trăm nước. Nhưng mà cũng có hàng trăm nước đấy, báo cáo các bác rằng cũng có hàng trăm nước đấy, họ cũng không chống được tham nhũng, vẫn tồn tại những độc tài, vẫn tồn tại tham nhũng một cách kinh khủng, thậm chí còn hơn cả Việt Nam. Và thậm chí rằng là người dân của các nước họ là họ có được cái nền hòa, nghĩa là có được cái sự hòa bình còn lâu hơn Việt Nam rất nhiều. Việt Nam mới từ khoảng năm 1988 đổ lại đây thì bắt đầu là mới im tiếng súng. Còn bản thân 88-89 ấy, còn bản thân họ, nước họ thì xin phép với các bác rằng từ những năm 50-60 thì họ đã im tiếng súng rồi, và nhưng mà tham nhũng vẫn đầy, đúng không? Có nghĩa rằng là hãy chứng minh giúp tôi rằng là tại sao rất nhiều nước cũng chuyển sang cái chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, nghị viện Cộng hòa như thế, Cộng hòa nghị viện như thế mà cũng không chống được tham nhũng, cũng không chống được quyền lực. Đó, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa rằng là, và tôi hỏi các bác rằng là hãy phân tích và chứng minh giúp tôi xem, hãy phân tích và chứng minh giúp tôi xem Việt Nam sẽ không tan đàn xẻ nghé, Việt Nam sẽ đoàn kết phát triển, Việt Nam sẽ gọi rằng là sẽ không như Ukraine, sẽ không như là Syria, Iraq, Liban, dạng như thế. Khi chuyển sang chế độ đa nguyên đa bảng, nghị viện Cộng hòa, hãy chứng minh giúp tôi xem, hãy thử giúp tôi xem rằng là Việt Nam mình như thế được không? Thì rõ ràng là tôi không thấy có một câu trả lời nào ở đây cả. Mọi người chỉ thích phán và mọi người rằng là ok đồng ý, nhưng mà để vận dụng một chút não để tư duy
để mà suy nghĩ, để mà đánh giá theo Việt Nam thì không thấy ai trả lời. Và đặc biệt thêm một chút nữa xin chia sẻ với các bác thế này, đó chính là cái việc mà mọi người không chịu phản biện, không chịu gì đấy, đấy là một chuyện nhé, mà chỉ có comment rằng ôi ông này nói vớ vẩn, ông này nói linh tinh, ông này nói, nhưng mà không chịu động não phân tích, đúng không, không chịu trả lời câu hỏi của người ta mà chỉ muốn người ta nghe theo mình thôi. Đấy là cái mà tôi cho rằng là họ không sòng phẳng ở chỗ đấy. Đó, chúng ta trao đổi một cách đàng hoàng, đúng không ạ? Và tôi thấy rằng con đường của Tổng Bí thư đưa đi là đúng. Còn họ nếu mà thấy không đúng thì họ phản biện, nhưng mà phản biện theo kiểu khác. Và tôi hỏi ngược lại họ như vậy. Rõ ràng là chúng ta quan tâm đến chống tham nhũng khi mà tôi và các bác có thể ngồi ở đây không lo rằng là bom rơi vào đầu, không lo rằng là ngày mai không có cái ăn, không lo rằng là ngày là con cái của mình không được học hành, đúng không ạ? Và đặc biệt rằng là nếu bác nào muốn trải nghiệm cái nền Cộng Hòa, muốn trải nghiệm cái sự đa nguyên đa đảng thì các bác có thể chuyển sang các nước đó, chuyển sang các nước đó và các bác sinh sống. Chuyện rất đơn giản, rất nhiều người đã định cư ở Canada, ở Úc, người ta quảng cáo đầy ra, ở New Zealand, rồi ở Mỹ, ở Anh, vân vân, rất nhiều nước, rất nhiều người đã được định cư như vậy. Thế tại sao các bác không sang các nước đó mà sống, mà lại sống ở Việt Nam? Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận được. Và cái câu chuyện này xin thưa với các bác rằng nếu cãi nhau thì cãi nhau bằng rời. Cũng bởi vì giống như kiểu rằng là ồ mình thấy thằng kia nó đi buôn nó giàu lắm, ờ mình cứ đi buôn như nó đi xem mình có giàu được như nó không. Nó đi buôn nó có giấu gì đâu, nó bảo rằng là tôi chỉ có nhập hàng này, tôi chỉ có nhập hàng ở chỗ này với giá này và tôi đi bán, tôi làm marketing, tôi làm kinh doanh rồi tuyển nhân viên về vân vân để tôi làm kinh doanh. Thế nhưng mình bảo làm như nó mình không có làm nổi, nó chả giấu cái gì cả, cũng là phân lô bán nền, lấy đất đai, dự án BT vân vân, để mà mua lại công ty rồi vân vân, để mà phân lô bán nền như là Vingroup, như là một số người khác. Thế nhưng mà bao nhiêu người không làm nổi, bao nhiêu người mà biết cái cách đó nhưng mà không làm nổi đấy. Cho nên là người ta chỉ ở một chỗ người ta mơ mộng và người ta nghĩ rằng là trên giấy tờ mới gạch đầu dòng đa nguyên đa đảng, đảng này giám sát đảng kia, chỗ này giám sát chỗ kia vân vân, mà họ quên mất rằng là nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố văn hóa, yếu tố địa lý, rồi thậm chí rằng là kể cả tính cách của dân tộc nhiều cái khác nhau. Tôi nghĩ rằng người châu Á có những cái đặc thù khác với người châu Âu. Người châu Âu thì họ đã theo cái nghị viện Cộng Hòa và thậm chí là các nhà vua ngày xưa ấy, cũng không có nhiều quyền hạn như là những người ở châu Á. Người châu Á đặc tính nó khác, văn hóa phương Đông nó khác và văn hóa phương Tây nó khác. Chính vì thế mà khi chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá một cái vấn đề nào đấy thì chúng ta phải nhìn nhận một cách toàn diện chứ không phải nhìn nhận một cách cục bộ được, đúng không ạ? Tôi xin chia sẻ các bác như vậy thôi, ngắn gọn. Và bác nào trả lời được hai câu hỏi của tôi thì các bác hãy trả lời. Một là hàng trăm nước cũng theo cái thể chế đó, đa nguyên đa đảng, nghị viện Cộng Hòa, tam quyền phân lập, tại sao vẫn có tham nhũng, vẫn gọi rằng là tham nhũng một cách kinh khủng khiếp và độc tài. Và Việt Nam mình làm thế nào để chắc chắn được Việt Nam mình cũng như là Hàn Quốc cũng như Nhật Bản mà không phải là như Iraq, Syria hay là một số nước ở châu Phi? Hãy trả lời câu hỏi, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.